tình hình đó cho nên là bị cáo mới bức xúc, mới đưa thêm những cái nguồn thông tin nó đối lập với những thông tin của bà Hằng đưa ra, để có một cái nguồn thông tin nó cân bằng lại những cái cách diễn đạt của bà Hằng. Sáng 1 tháng 3 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bà Đặng Thị Hàn Ni, 47 tuổi, là luật sư, nhà báo Hàn Ni và ông Trần Văn Sĩ, 67 tuổi, là luật sư về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn Sĩ thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố. Bị cáo xác định những thông tin mình đưa là gây bất lợi cho bà Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Giải thích lý do đưa những thông tin bất lợi về bà Nguyễn Phương Hằng lên trang YouTube, ông Trần Văn Sĩ cho rằng để cân bằng lại những thông tin mà bà Hằng đưa ra. Bởi vì tôi thấy suốt một thời gian dài, từ đầu tháng 3 là bà Hằng là lên mạng thường xuyên rồi, và vi phạm pháp luật rất nhiều. Rồi. Mà báo Công an Dân là cơ quan ngôn luận của Bộ Công an rồi, đã có nhiều bài cảnh báo rằng là bà Nguyễn Phương Hằng lợi dụng chống tiêu cực đã vượt quá lằn ranh đỏ, là xâm phạm đến rất nhiều người, rất nhiều cơ quan tổ chức. Cho nên chính vì cái tình hình đó cho nên là bị cáo mới bức xúc, mới đưa thêm những cái nguồn thông tin nó đối lập với những thông tin của bà Hằng đưa ra, để có một cái nguồn thông tin nó cân bằng lại những cái cách diễn đạt của bà Hằng. Trước lời khai của bị cáo Trần Văn Sĩ, hội đồng xét xử đã giải thích lại. Ví dụ như bà Hằng bà nói là cái đó là A, thì mình phải giải thích cái A đó là không đúng thì mới gọi là cân bằng chứ, đúng chưa? Ví dụ như bà Hằng bà nói rằng là ông Sĩ này không phải là luật sư, thì lúc đó mình mới nói không, tôi là luật sư, có thẻ số ngày bao nhiêu, Bộ Tư pháp cấp, Đoàn Luật sư Vĩnh Long chứng nhận, tôi hoạt động ở văn phòng này rõ ràng, thì nó mới gọi là cân bằng. Chứ mình lại cân bằng bằng cách là đưa ra thông tin mà lại bất lợi cho người khác, cho bên phía bà Hằng, thì đó có phải là cân bằng không? Hội đồng xét xử cho biết cơ quan điều tra làm rõ có thời điểm có khoảng 56.000 người theo dõi các video của ông Trần Văn Sĩ có chứa thông tin tiêu cực về bà Nguyễn Phương Hằng. Sự lan tỏa thông tin tiêu cực là rất lớn. Theo cáo trạng, ngày 3 tháng 9 năm 2021, bà Đặng Thị Hàn Ni sử dụng tài khoản YouTube và Facebook nhà báo Hàn Ni để phát buổi livestream có tiêu đề "Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không?". Theo kết luận giám định, buổi livestream có những nội dung phát ngôn thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng. Tại cơ quan điều tra, bà Đặng Thị Hàn Ni khai nhận sở dĩ có những phát ngôn liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng là do bà Hằng đã có những lời lẽ xúc phạm về bà Hàn Ni trước đó. Đối với ông Trần Văn Sĩ, cáo trạng nêu, trong 8 buổi ghi hình từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 16 tháng 10 năm 2021, ông Trần Văn Sĩ sử dụng tài khoản YouTube luật sư Trần Văn Sĩ đã phát ngôn những nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng trái quy định pháp luật, gây ảnh hưởng đến công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu.